Xin chào quý vị anh chị các bạn thân mến, rất vui khi quay trở lại. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly hàng bãi với thương hiệu rất là nổi tiếng trong những năm nhiều năm trước đây. Và hiện tại đến bây giờ thì những chiếc âm ly này vẫn còn giữ một cái giá trị rất là nguyên bản. Đó. Chúng ta có thể thấy trước mắt chúng ta đây chính là một chiếc âm ly Jaguar Suzong. Đó, thương hiệu PA2033 Ba La Mã. Đây chính là một trong những chiếc âm ly hàng bãi xịn. Đó, thì vì sao mà em nói các bác đây chiếc âm ly hàng bãi xịn? Thì ngay sau đây thì em sẽ show nội thất cho các bác để các bác có thể chiêm ngưỡng cái linh kiện đó và cái chất lượng của cái dòng âm ly Jaguar hàng Suzong này các bác nhé, của Hàn Quốc. Thì đối như với tất cả những cái âm ly của Hàn Quốc ấy, thì các bác có thể nhìn thấy đây, em sẽ đưa cho các bác thấy này, các bác nhìn thấy này, cái mặt nó rất là sáng bóng luôn, nó sáng bóng và nó được đúc nguyên khối các bác nhé, rất là đẹp, đúc nguyên khối đây em chưa lau bụi cả đấy, nó rất là sáng bóng luôn đấy, chưa tốn thời gian theo năm tháng thì càng dùng càng sáng các bác nhé. Đấy. Thì cái đời của chiếc âm ly này thì ở cuối video thì em sẽ bật mí cho các bác cách để các bác có thể nhận biết được cái âm ly này sản xuất năm bao nhiêu. Đó. Thì các bác nhớ theo dõi đến cuối video các bác nhé. Thì sau đây thì em sẽ show nội thất cho các bác xem cái âm ly này của cái âm ly này. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Đây, các bác nhìn thấy nội thất của âm ly đây. Âm ly Jaguar PA2033 Ba La Mã các bác nhé. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy đây là vỉ ECHO này. Vỉ ECHO, vỉ đây vỉ mic bên trên này. Vỉ mic bên trên của âm ly này thì nó dùng là vỉ của 203 203N các bác nhé. Và các bác nhìn thấy ý đây. Ở trên đây em sẽ rút điện ra. Các bác để ý này, ở trên cái vỉ của con âm ly này, đó, có nhìn thấy chữ NS chưa? Đây em sẽ quay thêm cái chiều nào các bác nhìn thấy cái chữ NS đây này, cái chữ NS đây, đấy, nó được in chìm xuống dưới nhé, tất cả các cái vỉ của nó đều có chữ NS hết, đó, các bác nhìn thấy, đó, NS này, đó. Và các bác xem cái linh kiện này, linh kiện thì vô cùng đẹp luôn đó, sáng bóng với thời gian, dù các bác có để bụi đi chăng nữa ấy, thì các bác chỉ cần phủi qua lớp bụi thôi thì các bác có thể nhìn thấy cái chân linh kiện nó vẫn còn sáng bóng như thế này cơ, không hề bị gì sét gì cả đó, rất là đẹp, nội thất rất là đẹp luôn đó, em sẽ dâu sâu vào cho các bác đoạn kia. Đó, sò siếc đây. Em này sử dụng 4 sò. 4 sò thì các bác có thể đánh với các dòng âm dòng loa bát 20. Các bác có thể sử dụng với cái dòng loa Bow hoặc cái dòng loa bát 20 nhé. Bow bát 20 rất là hay luôn, rất là hợp luôn. Các bác hát các bác nghe nhạc đều hay cả luôn. Không thể chê đâu được. Đó. Đấy các bác nhìn âm ly Jaguar 203 Ba La Mã đây. Đấy. Vỉ này thì cái vỉ ECHO này thì rất nhiều bác ao ước có được nhá. Đó, đặc biệt các bác thợ thì các bác rất thích cái những cái vỉ như này. Đây em sẽ show cái vỉ trong kia nữa. Đó, các bác thợ rất là thích cái những cái vỉ của 203 này. Những vỉ này hát tiếng echo rất là mượt, rất là ngọt. Đó. Đây con này sử dụng biến áp vuông, đó, biến áp vuông, sử dụng 4 sò. Đó. Các bạn nhìn thấy cái linh kiện này rất đẹp luôn. Vẫn sáng choang. Đó, PA203 Ba La Mã này. Đó, rất là đẹp. Nhìn chung âm ly này linh kiện, chất liệu linh kiện rất đẹp. Hình thức thì bên ngoài nó hơi bị xước sát một chút nhưng mà cái linh kiện bên trong rất là tốt. Đó. Và cái âm ly này thì em đang để cho các bác cái giá cực kỳ tốt các bác nhé.
Âm ly này các bác lấy em để cho các bác giá là 9 triệu 800 nghìn. Đó, các bác nhìn thấy 9 triệu 800 nghìn. Một số nơi thì dòng âm ly như này và cái mạch vị ở chỗ như này thì nó sẽ lên hơn 10, 10 triệu các nhé, hơn 11 triệu đó. Đó, những thời cao điểm thì nó sẽ rất là cao. Hôm nay em bán cho các bác, em để cho các bác thì cái giá nó rất là hợp lý thôi. Các bác thợ thì các bác nhìn các bác biết luôn. Đó. Với mức giá như vậy thì các bác thợ thì các bác nhìn nhìn cái là các bác biết linh kiện, biết chất lượng luôn. Biết chất lượng của sản phẩm. Đó. Các bác nhìn các bác thợ chỉ có chỉ thoáng qua các bác biết đâu là hàng xịn, đâu là hàng không xịn. Đâu là hàng bãi dởm, đâu là hàng bãi xịn. Đó, các bác nhìn thoáng qua các bác biết. Đó thì rất là thích bán cho các bác thợ. Các bác thợ thì các bác nhìn phát là các bác ấy định giá luôn và các bác cũng đưa ra luôn. Đó. Các bác con này thì em bao sống cho các bác nhé. Bao sống hát hò thoải mái, bật nhạc hát thoải mái luôn. Đó, các bác test. Các bác đến test thử thoải mái. Đấy và cái điều quan trọng nữa là em sẽ chia sẻ cho các bác. Đây. Cái con âm ly này thì nó trên cái dây dây mỗi cái dây của cái âm ly ấy, nó sẽ có cái năm sản xuất. Rồi. Năm sản xuất của nó. Các bác đợi đây các bác nhìn ở trên đây. Đây. Các bác nhìn cái dây này. Đó. Năm sản xuất con này sản xuất năm 1998 nha. Con này sản xuất năm 1998. Đó, cái dây em cũng chưa nào đi đâu. Đó, đây nào đi. Nào đi là nét luôn đấy, bởi vì em để bụi. Đây nào đi này. Nhìn nó rõ nét luôn. Đó. 1998 nha. Đấy em lau qua một chút chút bụi thôi nó sáng choang như này mà. Đó, cái con mình em chưa vệ sinh luôn. Đó. Về cái như nào nó thế luôn. Đó 1998. Con này cách đây cũng khoảng 1998. Cách đây cũng được gần gần 20 năm các bạn, cũng ở trên dưới 20 năm rồi. Mà linh kiện nó vẫn dùng nó vẫn ngon như vậy. Đó, rất là đẹp. Đặc biệt là cái cấu trúc bo mạch của nó rất đẹp nhé. Nó bo đường đi dây rất là gọn gàng này. Gọn gàng ngăn nắp. Đó, nhìn rất là chuyên nghiệp ấy, rất là sạch luôn. Rất là đẹp luôn đây, các con màng nhện này. Các bác nhìn nhìn linh kiện, các bác đánh giá giúp em nhé. Các bác quan tâm đến sản phẩm này thì các bác nhắn tin Zalo em là số hoặc các bác gọi cho em số, nếu mà máy bận em không nghe kịp thì các bác nhắn tin qua Zalo cho em số 038 558 1558 các bác nhé. Đó. Các bác thợ thì các bác đến lấy thì em để các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó. Ok các bác. Đây là một chiếc âm ly Jaguar 2033 mã, hàng bãi xịn các bác nha. Các bác lưu ý là các bác trên thị trường rất nhiều hiện nay rất nhiều các cái âm ly hàng bãi giả bãi thì các bác lưu ý. Đó. Để tránh mất tiền oan các bác nha. Ok. Và hẹn lại gặp lại các bác trong clip tiếp theo và chúc các bác sớm tìm cho mình được những chiếc âm ly ưng ý nha.